摇摆，不要犹豫，不要躲藏，不要哭泣。命运残酷，一字一句刻在眉心所有天地。一阵寒风剑在弦上，箫声处处烽火浩荡。问千里传音，悲悲怆怆，一条险路悬崖顶上，为心中天平撼动四方。男儿热血挥洒战场，将青春燃烧点亮夕阳，不惧风暴肆意的嚣张，兄弟并肩一起上。勇闯，男儿热血挥洒战场，将青春燃烧点亮信仰，不惧风暴肆意的嚣张，兄弟并肩一起上。Tập 27. Máu. Phó Ban Chủ Bạch, không hay rồi. Câu chuyện gì? Quỷ. Quỷ Nhật đánh đến rồi. Quỷ Nhật. Quỷ Nhật có bao nhiêu tên? Tôi không biết. Có quá nhiều người. Xem khí thế là muốn tiêu diệt toàn bộ Trấn Sơn Bang chúng ta. Bây giờ bọn chúng đã đánh đến nhị đường rồi. Phải làm gì bây giờ? Diệt cỏ tận gốc. Không được bỏ sót một tên nào. Lên. Lên. Nhanh lên. Đừng hoảng loạn. Bây giờ xem ra Quỷ Nhật không chỉ muốn mượn tay Hội Tam Giang giết chết Lâm Bang chủ, còn muốn tắm máu Trấn Sơn Bang, diệt cỏ tận gốc. Quan thiếu gia phải làm sao đi? Binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Viên trưởng lão, Trấn Sơn Bang có bao nhiêu khẩu súng? Khoảng 40-50 cây. Lập tức tập hợp tất cả. Anh em có súng. Đại Hổ Nhị Hầu, hai người canh gác ở đây. Các anh em đi theo tôi. Được, đi thôi. Đi. 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 Nhị Hầu, bảo vệ đại ca. Đi rồi. Mọi người mau rút lui. Quan thiếu gia, lần này không có anh thì không ai trong chúng tôi có thể trốn thoát. Anh thực sự là vị cứu tinh của chúng tôi. Đúng, viên trưởng lão khách sáo rồi. Quan ban chủ tại thượng, xin nhận một lại này. Quan ban chủ, phó ban chủ Bạch, mấy người đang làm gì vậy? Mọi người mau đứng lên đi. Mau đứng lên đi mà. Nếu anh không đồng ý, chúng tôi sẽ không đứng dậy đâu. Quan ban chủ, ai có thể báo thù cho lão ban chủ thì người đó chính là ban chủ mới. Hiện giờ anh không chỉ báo thù cho lão ban chủ, còn cứu mạng tất cả chúng ta nữa. Chúng tôi đồng ý tôi mới lên làm ban chủ. Đúng, các anh em mau đứng lên đi. Làm ơn đứng dậy đi mà. Không được đâu. Các anh em thực sự không được đâu. Mục đích tôi ở đây không gì khác hơn là muốn nhờ mọi người giúp tôi một việc. Tôi thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành ban chủ. Quan thiếu hiệp, đồng ý đi, đồng ý đi. Nếu như anh muốn tôi giúp đỡ, anh nhất định phải nhận chức ban chủ này. Chỉ có làm ban chủ mới có quyền thống lĩnh mọi người, huy động hàng chục hàng ngàn người của Trấn Sơn Bang. Đúng, chỉ cần anh đồng ý. Đồng ý với chúng tôi thôi. Các anh em, mọi người, đồng ý đi mà. Quan thiếu gia, các anh em, chỉ cần đồng ý với chúng tôi. Đại ca, anh đồng ý đi. Được rồi. Vì thì quan bằng tôi đã được mọi người quý mến như vậy, tôi chỉ có thể tạm thời là ban chủ. Dù sao tôi cũng không phải người trong giang hồ. Sau này rất tốt, mong hai vị ban chủ, mọi người chọn lại người khác cho tôi. Đồng ý, tốt lắm. Nào đứng dậy trước đã. Cảm ơn ban chủ. Quan ban chủ,
Quan ban chủ, quan ban chủ, quan ban chủ. Tôi luôn lo lắng Lâm ban chủ chết rồi, sẽ không có người lãnh đạo. Bây giờ quan ban chủ chủ trì đại cuộc, mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Đúng rồi, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng. Gần đây trong ban hội rất hỗn loạn, bây giờ có quan ban chủ ở đây, sắp có thể trở lại bình thường rồi. Chúng tôi bằng lòng đi theo quan ban chủ xây dựng lại Trấn Sơn Quan. Tưởng huynh đệ, ca niệm, việc xây dựng lại Trấn Sơn Quan, tôi nghĩ bây giờ chúng ta không thể vội vàng. Chúng tôi vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần làm. Chuyện gì? Báo thù cho Lâm ban chủ. Ca niệm, tuy rằng chúng ta đã giết Thôi Hữu Tam của Tam Giang Hội, nhưng mọi người có biết tên Thôi Hữu Tam này chỉ là một vai nhỏ. Thực ra giết chết Lâm ban chủ là một người khác, người mà anh nói là Aoki. Đúng vậy, chúng ta chỉ có giết Aoki mới là thực sự báo thù cho Lâm ban chủ. Giết Aoki? Aoki là người Nhật, có hàng trăm người trong đội hiến binh, làm sao giết? Hơn nữa, mặc dù Trấn Sơn Ba chúng ta có rất nhiều người, nhưng không thể trắng trợn chống lại người Nhật. Chuyện anh nói tất cả chúng ta đều biết. Nếu thực sự muốn giết Aoki, nói dễ hơn làm. Bản đồ, ca niệm, mọi người xem, đây là bản đồ Giang Châu. Khắp thành phố Giang Châu có hàng chục ngàn người của Trấn Sơn Bang chúng ta. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, đừng nói là tiêu diệt một tên đội hiến binh của Quỷ Nhật, ngay cả toàn bộ Quỷ Nhật ở Giang Châu cũng sẽ bị tiêu diệt. Quan ban chủ, anh có ý hay gì không? Mọi người xem, đây là vị trí hiến binh của Quỷ Nhật ở Giang Châu. Đây là nhà ga và tuyến đường sắt của Quỷ Nhật. Đây là một kho vũ khí. Đây là bệnh viện của Quỷ Nhật. Trấn Sơn Bang chúng ta chỉ cần phá hủy thành công những nơi này, dẫn dụ phần lớn Quỷ Nhật, khi đến thời cơ, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội đột nhập, trực tiếp lấy đầu tên Aoki. Đây là một ý hay. Chỉ cần hàng chục ngàn người chúng ta đoàn kết một lòng, nhất định có thể báo thù cho Lâm ban chủ. Được, chỉ cần ý kiến của mọi người hoàn toàn nhất trí. Phó ban chủ Bạch, anh cứ sắp xếp đi. Được, thông báo cho anh em ở các khu, 3 ngày sau gặp ở tổ đàn Thanh Dân Lĩnh. Quan ban chủ, đây là tổ đàn của Trấn Sơn Bang, đó cũng là đất Long Hưng của chúng tôi. Lễ khai bang Trấn Sơn Bang năm đó chính là ngay tại chỗ này. Những năm qua trong bang có đại sự gì, đà chủ ở các nơi, tất cả đều đổ xô đến đây để thảo luận. Khi nào các đà chủ mới đến? Chắc là tối hôm nay. Mọi người đều đến đây. Anh nhìn đi, ở đó cũng giống như vậy. Bên đó, Trấn Sơn Bang của chúng tôi có căn cơ 300 năm. Chiếc ghế này còn là chiếc ghế lão ban chủ từng ngồi trong lễ khai bang năm đó. 300 năm? Vậy bây giờ Trấn Sơn Bang phải có tới bao nhiêu người? Trấn Sơn Bang mới bắt đầu chỉ một vài người. Phát triển đến nay, hiện đã có hàng chục ngàn người. Dùng Giang Hoài, Đồng Lăng, Du Hồ, Tuyên Thành, Quảng Đức, có người của chúng tôi ở khắp mọi nơi. Ban chủ, hàng chục ngàn người thuộc hạ có một việc quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Có thể vừa đi vừa nói không? Đi, mời. Sao lại là anh? Quan Bằng, để tôi giới thiệu với anh, đây là Viên trưởng lão, là đường chủ của Châu Tổng Đà Trấn Sơn Bang. Tên thật là Viên Trường Sơn. Anh ấy cũng là nhân viên giao thông ngầm đến từ Tân Tứ Quân của chúng tôi. Giới thiệu với anh thêm một người khác, đây là đặc phái viên Bộ trưởng Dương, được Tổng bộ quân Tân Tứ cử đi làm việc ở Giang Châu. Bộ trưởng Dương, ông tìm tôi có chuyện gì? Quan Bằng, tôi ra lệnh cho anh ngay lập tức dừng lại chiến dịch giải cứu tư lệnh. Tại sao?
Quang Bằng, hàng chục ngàn người của trấn Sơn Bang, nếu như có thể hợp tác với kế hoạch của chúng ta thì có thể thành công cầm chân kẻ thù, giúp quân Tân Tứ chuyển nguy thành an, phá nát chiến dịch Cuồng Phong. Không thể nào. Quang Bằng, anh phải hiểu, lần này anh tự ý xuống núi, không những không cứu được tư lệnh, còn gây ra nhiều thương vong. Việc này vốn là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nhưng mà anh đã thành công thu phục trấn Sơn Bang, cũng coi như là có công lao. Chỉ cần anh tuân theo mệnh lệnh, dẫn dắt người của trấn Sơn Bang hợp tác với chúng ta để phá nát chiến dịch Cuồng Phong của kẻ thù, tôi có thể xin cấp trên bỏ qua cho tất cả những lỗi lầm anh đã phạm phải. Toàn bộ kế hoạch tôi đã tính toán qua rồi, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nếu hai vị không sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng cứu, chúng ta ai làm việc nấy đi. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người, hai người cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Tạm biệt. Anh vô tổ chức vô kỷ luật. Thư ký Trương làm sao đây? Chiến dịch của chúng ta Quan Bằng đã làm rối tung mọi thứ. Quan Bằng thực sự là không sợ trời không sợ đất. Bang chủ đời thứ 8 của trấn Sơn Bang, Quan Bằng lên ngôi. Đà chủ của Tam Sơn Thập Bát Đà trấn Sơn Bang, tham kiến bang chủ. Tham kiến bang chủ. Các anh em xin hãy đứng lên. Các anh em, tôi tin mọi người đều đã biết Lâm bang chủ bị người khác sát hại, tổng đà Giang Châu của trấn Sơn Bang bị tàn sát. Tôi cũng giống như mọi người, rất đau buồn. Quan Bằng tôi vô đức vô năng, tạm thời những chức vị bang chủ của trấn Sơn Bang. Tôi thề với mọi người, tôi chắc chắn sẽ giết Ao Kỳ, tắm máu đội hiến binh, báo thù cho các anh em đã chết. Báo thù, báo thù, báo thù. Các anh em, Quan Bằng đứng trước liệt tổ liệt tông của trấn Sơn Bang, bây giờ chính thức tuyên bố bắt đầu chiến dịch ứng cứu. Chiến lược đầu tiên của chúng ta tên là Tứ Hải Điếu Kim Quy. Đà chủ Kim Giác nghe lệnh. Có. Bây giờ tôi ra lệnh cho anh, trước 12 giờ sáng cho nổ tung nhà ga xe lửa ở khu vực Kim Giác, phá hủy tuyến đường sắt của bọn Nguyễn Nhật, khiến cho thành phố Kim Giác luôn trong tình trạng náo loạn. Nhận lệnh. Đã nhận. Đà chủ phân đà Vĩnh Bình nghe lệnh. Có. Tôi ra lệnh cho anh, trước 3 giờ sáng cho nổ tung kho dầu của Nguyễn Nhật, nhất định cắt đứt đường cung cấp dầu của Nguyễn Nhật, hiểu chưa? Nhận lệnh. Đà chủ phân đà Tân Điền nghe lệnh. Có. Tôi ra lệnh cho anh, nhất định phải phá hủy kho lương chuẩn bị chiến tranh của Nguyễn Nhật. Nhận lệnh. Đã nhận. Có. 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 Các anh em, tôi Quan Bằng xin thề ở đây, đầu đội trời chân đạp đất, thề giết Thảo Khấu, chết không hối hận. Nào, các anh em, cạn. Đầu đội trời chân đạp đất, thề giết Thảo Khấu, chết không hối hận. Lên đường. Rõ. Rõ. Cô dậy rồi, uống thuốc đi, vừa mới nấu xong. Cảm ơn.
Tôi vừa nghe một chuyện. Anh thực sự nhận chức ban chủ của Trấn Sơn Bang? Phải. Bây giờ tình hình thế nào? Tình hình hiện tại là chúng ta phải chờ tin tức của các đại chủ. Nếu như các nhiệm vụ đều có thể hoàn thành được, tôi tin chắc chắn có thể giải cứu được tư lệnh. Thời tiết bên ngoài thật đẹp, đi dạo cùng với tôi đi. Được. Vẫn là ngoài trời tốt, ở trong nhà ngột ngạt gần chết. Vết thương của cô vẫn chưa lành. Cô có muốn ngồi nghỉ ngơi chút không? Không cần, tôi không yếu đuối đến vậy. Tôi thật sự không ngờ lần này tôi đến Giang Châu chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, nhưng đã trải qua rất nhiều, khiến tôi thấy như một thời gian dài đã trôi qua. Đã mấy ngày rồi anh chưa ngủ phải không? Còn chịu đựng được không? Vẫn chịu được, không sao đâu. Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Quang Bằng, anh có biết không, tôi nghĩ anh ra ngoài lần này hoàn toàn khác với trước đây. Đúng rồi, lần này chiến dịch ứng cứu của chúng ta thất bại thực sự làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau khi đánh vào ngã hổ khẩu, tư lệnh Trần từng nói với tôi, chỉ dựa vào sức mạnh của một người, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, chỉ chiến đấu một mình thì không thể nào thắng trận. Anh trai của cô cũng đến gặp tôi, đã nói với tôi rất nhiều. Nhưng lần này tôi vẫn mắc sai lầm. Tôi vốn nghĩ là mang theo mấy người chắc chắn có thể giải cứu được tư lệnh. Bây giờ tôi đã biết cách suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai. Để thực sự chiến thắng trận chiến này, nhất định phải đoàn kết nhiều người hơn. Chỉ dựa vào một mình tôi thôi, tuyệt đối không thể thắng được. Cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi. Nhìn Quang Bằng trước mặt, lần đầu tiên tôi cảm nhận được người đàn ông ở trước mắt không còn lỗ mãng, bốc đồng như trước kia. Trải qua những việc này làm anh ấy trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn. Tôi tin anh ấy nhất định có thể gánh vác trọng trách lớn hơn. Quân của anh từ khu vực núi Sơn Giá, quân của anh từ sông Mã Dĩ đi về hướng đông, báo cáo tư lệnh, Trấn Sơn Bang ở Giang Châu toàn bộ đã bị tiêu diệt, hầu hết các thành viên bang hội đã bị tiêu diệt. Trấn Sơn Bang bây giờ đối với chúng tôi về cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, không đủ tạo ra nguy hiểm. Aoki tốt lắm, đợt tập kích Trấn Sơn Bang này anh đã làm rất tốt, loại bỏ mối nguy lớn nhất của chúng ta. Chiến dịch cuồng phong đã bắt đầu, chúng tôi đang tập hợp lực lượng hiện có, chuẩn bị tấn công bộ tư lệnh chiến khu 3, trị an của Giang Châu và các vùng lân cận. Anh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dạ, tin chức đã rõ. Nhưng đại tá, tin chức còn một việc nữa. Có chuyện gì? Vẫn là Quang Bằng. Tôi nghĩ cho đến bây giờ không có tin tức hay dấu vết của anh ta. Tôi lo lắng. Aoki, anh phải hiểu, một tên Quang Bằng nhỏ bé không thể tạo ra sóng gió gì. Chúng ta đang tập trung tất cả các lực lượng đi tấn công bộ tư lệnh chiến khu 3. Anh phải dùng hết sức sự chú ý vào việc cải thiện trị an ở khu vực Giang Châu, tập trung vào chiến dịch cuồng phong. Rõ chưa? Đã rõ. Phó bang chủ Bạch, đã mấy ngày rồi sao mọi người vẫn chưa về? Trong lòng tôi cứ thấp thỏm. Đó cũng là điều tôi đang lo đây. Đã mấy ngày rồi không có tin tức gì hết,
Trấn Sơn Bang của chúng ta lần đầu làm việc này, ai lại không thấp thỏm? Ban chủ, lệnh của ban chủ được truyền xuống mấy ngày rồi, không có tin gì hết. Anh xem phải làm sao đây. Đúng rồi, anh phải nghĩ cách gì đi. Lỡ không có tin tức, chúng ta phải làm sao đi? Một chữ. Đợi. Tưởng Tam, rót trà. Dạ, ban chủ. Báo, phân đà kim giác thành công. Ban chủ, báo cáo từ phân đà kim giác đã cho nổ nhà ga kim giác và các tháp pháo binh của Quỷ Nhật ở xung quanh. Phá hủy thành công nhiều tuyến đường sắt trong thành phố Kim Giác, nổ tung xe máy của Quỷ Nhật. Vụ ám sát một sĩ quan Nhật Bản. Ba kẻ Hán Giang. Cái gì? Khủng kiếp. Báo, phân đà Thân Điền thành công. Chiêu đầu tiên của quan bạc, tứ hải điếu kim giác. Quy động toàn bộ người của Trấn Sơn Bang trong vòng 200 dặm ở khu vực Giang Châu, Vĩnh Bình, Long Khẩu, Tân Điền, các khu vực thuộc quản lý của người Nhật ở Sa Cương và những nơi khác, liên tiếp bị phá hủy. Đường sắt bị đánh bom, nhà ga bị phá hủy, Hán Giang bị ám sát, sĩ quan cấp cao của Quỷ Nhật trúng mai phục. Quân Nhật ở toàn bộ khu vực Giang Châu lập tức sợ hãi tháo chạy, thần hồn nát thần tính. Đúng, tất cả mọi người lập tức đi đến Vĩnh Bình càng nhanh càng tốt. Đúng, đi hết. Alo, sao chứ? Tân Điền cũng xảy ra vấn đề. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Truyền lệnh của tôi, chiến dịch Cuồng Phong tạm thời bị đình chỉ. Tất cả rút về Giang Châu để tiếp diễn. Khủng kiếp. Quan Bằng dẫn dắt Trấn Sơn Bang tạo ra ảo tưởng cho người Nhật. Bộ Tư lệnh Quân đội Nhật Bản đã làm tưởng quân đội Trung Quốc đang phát động một cuộc phản công lớn, khẩn trương huy động quân đồn trú quanh Giang Châu, đi đến các nơi để tiếp diện, thậm chí còn chuẩn bị tấn công quân Nhật của Bộ Tư lệnh Chiến khu 3, cũng bắt buộc bị điều động trở về tiếp diện cho khu vực Giang Châu. Hậu phương quân đội Nhật Bản trở nên hỗn loạn. Trò vui chỉ mới bắt đầu. Tư lệnh, không hay rồi. Sư đoàn 93. Sư đoàn 93. Sư đoàn 93 bị làm sao? Trận địa sư đoàn 93 đã bị Quỷ Nhật đánh phá. Khủng kiếp. Tư lệnh, mau gửi quân tiếp diện đi, trễ là không kịp. Bây giờ đã không còn quân tiếp diện để điều động rồi. Chiến dịch Cuồng Phong. Khá khen cho chiến dịch Cuồng Phong. Có vẻ như lần này tôi thực sự phải chịu thua ở đây sao? Tư lệnh, đại đội trưởng, Quỷ Nhật tới rồi. Tôi sắp hết đạn rồi. Hành động. Bắn cho tôi. Pháo phá kích. Dạ. Đưa súng đây.
Tư lệnh, tình báo mới nhất, quân Nhật ở mặt trận phía đông đã rút lui. Sao chứ? Tư lệnh, quân địch ở dãy núi Hứa Gia toàn bộ rút lui. Chuyện gì thế này? Theo báo cáo của trạm quan sát tuyến đầu, một lực lượng vũ trang bất ngờ xuất hiện. Tiền tuyến Nhật Bản đã rút lui, đang tập hợp về phía Giang Châu. Giang Châu? Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Có phải là quân cộng sản? Không chắc. Mau kiểm tra. Dạ. Tình báo mới nhất, quân Nhật bất ngờ rút lui toàn diện. Là chuyện gì? Nói mau. Tổ chức nằm ở khu vực Giang Châu báo cáo, gần đây đột nhiên xuất hiện một lực lượng vũ trang không rõ nguồn gốc, tấn công liên tục vào hậu phương địch, làm hậu phương của quân địch trở nên rối tung. Bây giờ quân Nhật rút lui từ tuyến đầu chiến khu 3, tất cả tập trung tại Giang Châu. Làm tốt lắm. Lần này do ai làm vậy? Tốt lắm. Chưa rõ, nhưng có thể xác định chắc hẳn không phải là do quân du kích của chúng ta làm, cũng không phải quân đội của Quốc dân đảng làm. Vậy thì là do ai làm? Dù sao thì lần này người đó đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Đánh. Đánh thật mạnh cho tôi. Nhất định không để quỷ Nhật di chuyển đến gần khu vực Giang Châu. Chúng ta phải đè bẹp hoàn toàn kẻ thù. Chiến dịch cuồng phong. Rõ. Truyền lệnh của tôi, toàn quân tấn công toàn lực. Lần này chúng ta nhất định phải khiến cho chúng long trời lở đất. Rõ. Còn chưa nghĩ sao? Uống chút nước. Đặt xuống trước đi. Đội trưởng Thẩm, muộn vậy rồi sao cô còn đến? Cô khỏe hơn chưa? Sức khỏe của tôi không sao. Nhưng còn anh, bận rộn nhiều ngày rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cơ thể anh chịu được không? Tôi không sao, yên tâm đi. Vậy thì tốt. Báo cáo tư lệnh, điều tra ra chưa? Nói đi. Lực lượng vũ trang không xác định bất ngờ xuất hiện ở vùng Giang Châu, trước sau tập kích hậu phương địch ở Vĩnh Bình, Long Khẩu và những nơi khác. Bây giờ đã là một mớ hỗn độn. Họ đã đình chỉ chiến dịch cuồng phong, tập trung về khu vực Giang Châu. Tốt. Đánh rất hay. Là do ai làm? Có phải đảng cộng sản làm không? Không chắc. Người phụ trách liên lạc của chúng ta bây giờ chưa có tin tức. Tư lệnh, đánh hay là không đánh? Mà kệ đi, chỉ cần là đánh quỷ Nhật thì đều là đồng minh của chúng ta. Người ta nhớ mồi lửa rồi, chúng ta dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa cho bọn chúng. Đổ thêm dầu vào lửa. Truyền mệnh lệnh của tôi, thông báo cho toàn quân phản công toàn diện, không thể để quỷ Nhật thuận lợi rút lui. Đội dự bị, tiểu đội đặc vụ cũng đừng ở không. Tiền tuyến và hậu phương của chúng ta cùng nhau chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho quỷ Nhật được yên. Hành động. Rõ. Quan Bằng dẫn dắt trấn sơn bang, điều mình đánh phá hậu phương quân Nhật, khiến cho hậu phương của quân Nhật trở nên hỗn loạn. Đội quân Tân Tứ và quân Quốc Dân tâm linh tương thông, tham gia trận chiến cùng một lúc, khiến cho tất cả quân Nhật ở khu vực Giang Châu chiến đấu trong hoảng loạn. Chuyện nhỏ như vậy cũng không xử lý được, tránh sang một bên. Chiến dịch cuồng phong của chúng ta đã bị trì hoãn rồi. Tư lệnh quan, tôi có một việc rất quan trọng báo cáo với ông. Aoki, anh đến rất đúng lúc. Tôi hỏi anh đã bắt nhiều người như vậy? Anh đã bắt nhiều người như vậy, không lẽ không moi được thứ gì từ trong miệng họ? Quân địch có hành động lớn như vậy, trước khi sự việc xảy ra anh lại không biết gì hết. Tôi còn cần đội hiến binh của anh để làm gì? Dạ.
Tư lệnh quan, xin hãy nghe tôi nói. Tôi có thông tin rất quan trọng báo cáo với ông. Thông tin quan trọng. Tư lệnh quan, tôi đã cử người đến nơi xảy ra sự việc, đã kiểm tra. Tôi phát hiện tất cả các thủ thuật đều cực kỳ giống trận đánh lén hang hổ đối, cùng với cuộc tập kích trụ sở hiến binh của chúng ta. Tiên chức cho rằng đây chắc chắn là Quan Bằng, đưa người của Trấn Sơn Bang làm ra. Quan Bằng, Quan Bằng, lại là Quan Bằng. Quan Bằng là ai? Quan Bằng là con trai ruột của một doanh nhân giàu có ở Nam Kinh, sau này tham gia vào quân Tân Tướng. Theo tình báo mới nhất, bây giờ hắn ta là đại đội trưởng đội an ninh đặc biệt núi Thương Long. Đại đội trưởng à? Aoki, anh có quá ngốc không? Một đại đội trưởng nhỏ bé có thể làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy? Anh đang đùa tôi sao? Tư lệnh quan, anh phải nghe lời giải thích của tôi. Giải thích gì chứ? Tư lệnh quan, ông tin tôi đi. Ông phải tin tưởng tôi. Tư lệnh quan, các anh em, cho đến ngày hôm nay, bước đầu tiên của chúng ta, Tứ Hải Điếu Kim Giác, đã thuận lợi thành công. Bây giờ bắt đầu bước thứ hai, Thiết Kỵ Dây Thành. Thiết Kỵ Dây Thành, đây là bản đồ thành phố Giang Châu. Bước đi thứ hai của chúng ta, chỉ cần cho nổ tung hai kho vũ khí ở khu vực xung quanh Giang Châu, một chốt điện thoại và một bệnh viện quân đội Nhật Bản. Ban chủ, anh ra lệnh đi. Trấn Sơn Bang chúng ta nấu ăn, giao hàng, đánh cá, buôn bán, tam giáo cũ lưu, có đủ mọi hạng người. Lẻn vào những nơi này dễ như ăn bánh. Tốt, rất tốt. Vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu phân tán nhiệm vụ. Đường chủ Hán Đông Đường, có. Tôi ra lệnh cho anh trước 3 giờ chiều ngày mốt cho nổ tung chốt điện thoại của Nguyễn Nhật ở thành phố Giang Châu. Đã rõ. Đường chủ Hán Tây Đường, có. Tôi ra lệnh cho anh trước 6 giờ chiều ngày mốt cố gắng hết sức tấn công vào hai kho vũ khí của Nguyễn Nhật ở Trấn Liễu Lâm, tạo ra ảo tưởng kho vũ khí bị trọng binh cướp đoạt, hiểu chưa? Dạ. Đường chủ Hán Nam Đường, có. Tôi ra lệnh cho anh trước 4 giờ chiều mai lẻn vào bệnh viện quân đội Nhật Bản, tạo ra vụ nổ, thu hút tiếp viện của Nhật, hiểu chưa? Đã rõ. Nhớ lấy, mấu chốt của cuộc Thiết Kỵ Dây Binh lần này là cố gắng hết sức bắt chước hành động đặc công của quốc quân chính quy, khiến Nguyễn Nhật cho rằng tất cả hành động được thực hiện bởi quân đội chính quy của quân Nhật. Chỉ có như vậy mới thuận lợi dẫn dụ bọn chúng xuất binh từ Giang Châu, đã hiểu chưa? Hiểu. Nhưng bắt chước hoạt động của quân đội chính quy quốc quân nhất định phải có điện đài phối hợp. Điện đài? Chúng ta lấy điện đài đâu ra? Từ giờ trở đi, chúng ta phải chiếm một số đài phát thanh. Đi cướp? Các đài phát thanh đều nằm trong tay bộ chỉ huy quân địch, chúng ta đi cướp kiểu gì? Không cần phải cướp. Tôi có một cách. Thư ký Trương, Quan Bằng, không ngờ tới phải không? Quan Bằng, bắt đầu từ bây giờ, tất cả người chúng tôi và điện đài đều nghe theo sự điều động của anh. Thật sao? Thật sao? Tất nhiên là thật. Chiến dịch này của Trấn Sơn Bang các anh tạo ra sự hỗn loạn cực lớn cho quân địch, làm gián đoạn chiến dịch cuồng phong của quân địch. Cấp trên đã biết rồi, chính anh đã dẫn dắt mọi người làm điều đó. Bên phía tổng bộ đã truyền lệnh cho chúng tôi, tất cả thành viên ủy ban đặc biệt ở Giang Châu đều nghe lệnh của anh. Thật sao? Tất nhiên. Hay quá. Thư ký Trương, đây. Thư ký Trương, bệnh viện kho vũ khí của quân địch, chốt điện thoại đã phá hoại thành công. Quân đội Nhật đã gửi quân tới tiếp viện. Tuyệt quá, nhìn đi. Lần này cũng nhờ có anh, đều là đồng chí khách sáo làm gì. Nhân tiện Quan Bằng, tôi có một ý tưởng, anh nói. Có thể sử dụng đài phát thanh của chúng tôi làm giả tín hiệu, khiến cho Nguyễn Nhật lầm tưởng rằng bộ chỉ huy của chúng ta ở bên ngoài Giang Châu. Như vậy, chúng ta có thể thành công dẫn dụ đợt quân Nhật cuối cùng. Đây là một ý tưởng hay. Anh bắt đầu đi. Tiểu Lý, có. Lập tức đi sắp xếp. Rõ. Đi. Khốn kiếp. Kho vũ khí, chốt điện thoại bị tấn công cùng lúc với bệnh viện. Aoki, trị an khu vực Giang Châu của anh làm ăn kiểu gì vậy? Dạ, xin lỗi Tư lệnh quan. Lập tức tổ chức quân tiếp viện. Tư lệnh quan, xin hãy tin tưởng tôi. Đây hẳn là chiến lược điều hổ ly sơn của quân địch. Tôi dám tin.
Đây chắc chắn là Quan Bằng dẫn dắt người của Trấn Sơn Bang làm ra. Aoki, những phán đoán vô dụng của anh tôi nghe chán rồi. Ba nơi bị tấn công cùng lúc chắc chắn không phải là hành động của một bang hội, nhất định là quân đội chính quy làm. Bây giờ chúng ta lập tức đưa quân tới kiểm soát tình hình. Tư lệnh Quan, xin hãy tin tưởng tôi, việc này chắc chắn là do Quan Bằng làm ra. Khốn kiếp, chấp hành mệnh lệnh. Tư lệnh Quan, ngài phải tin tôi, đây chắc chắn là Quan Bằng dẫn đám người Trấn Sư Bang làm. Báo cáo tư lệnh. Quyện Vĩnh Niên, thành phố Giang Châu phát hiện sóng vô tuyến mạnh liên tục phát tín hiệu khắp mọi nơi, chúng tôi nghi ngờ là quân quốc dân đảng hoặc đảng cộng sản. Tốt lắm, quả nhiên không sai. Aoki, trong tay anh còn bao nhiêu bộ đội? Báo cáo tư lệnh Quan, ngoại trừ đội hiến binh chỉ còn lại một đội dự bị. Truyền mệnh lệnh của tôi, tập hợp tất cả quân đội lần lượt đi tiếp viện kho vũ khí, chốt điện thoại và bệnh viện. Tôi muốn dẫn đội dự bị đến huyện Vĩnh Niên ngay lập tức. Không thể làm như vậy, tư lệnh Quan. Nếu toàn bộ bộ đội đều di chuyển đi, thành phố Giang Châu vắng tanh. Khốn kiếp, chấp hành mệnh lệnh. Tư lệnh Quan, tư lệnh Quan, không thể làm như vậy. Tư lệnh Quan, không thể làm như vậy được. Tránh ra, mở ra. Tư lệnh Quan, ngài sẽ bị mắc bẫy. Khốn kiếp, xin hãy tin tôi, tư lệnh Quan. Khốn kiếp, anh bớt nói nhảm đi. Tư lệnh Quan, đây là âm mưu của Quan Bằng, ngài không thể đi. Tư lệnh Quan, tránh ra. Tư lệnh Quan, ngài nghe theo lời tôi đi mà. Tránh ra đi. Tư lệnh Quan, ngài không thể đi được. Cút đi. Tư lệnh Quan, ngài không thể đi được. Khủng kiếp, ngài không thể đi. Tư lệnh Quan, ngài không thể đi được. Tư lệnh Quan, tư lệnh Quan, tư lệnh Quan. Binh lực hiện tại ở Giang Châu đã bị điều đi toàn bộ, chỉ còn lại chưa đầy 100 quân hiến binh. Chúng ta muốn đòn cuối cùng, tương kế tự kế, tấn công Hoàng Long. Các anh em, lên đường. Lên đường. Lên đường. Báo cáo, mời vào. Thiếu tá, không hay rồi. Có nhiều thành phần mang theo vũ trang không rõ lai lịch xông vào thành phố Giang Châu, bây giờ đang đi thẳng đến đội hiến binh. Cái gì? Báo cáo. Báo cáo. Báo cáo. Làm sao có thể được? 5 phút trước tất cả các đường dây điện thoại của chúng ta đều bị cắt đứt. Cái gì? Quan Bằng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Các anh em, giết hết quân hiến binh, giải cứu tư lệnh. Tam Hùng, đại ca báo thù cho em. Đi. Tôi quá quen với tiếng súng này. Tiểu Dương, Quan Bằng đến rồi. Quan Bằng, thằng nhóc này làm rất tốt, cậu không quên mất tôi. Nhanh lên. Trần Chấn Vũ, ngày chết của ông đã tới rồi. Đưa đi. Rõ. Thả ra. Tự tôi đi. Tư lệnh Trần, nhanh lên. Thế nào, ban chủ? Bên này không có, bên này cũng không, bên này cũng không. Đại ca, không tìm được người. Nên làm gì đây, liên đội trưởng? Theo tôi. Đi nhanh lên. Quan Bằng, tôi đang đợi anh đó. Aoki, lúc ở ngã Hổ Khẩu,
ông đây tha cho anh một mạng. Bây giờ tôi muốn lấy lại cái mạng đó. Dẹp đi. Nếu không phải họ áp giải anh về Nam Kinh, lẽ ra tôi bắn chết anh từ lâu rồi. Đứng nghiêm hết cho tôi. Bỏ súng xuống. Nếu không tôi sẽ giết ông ta. Anh dám? Nhóc con, tôi biết là cậu sẽ đến mà. Nghe mệnh lệnh, nhắm vào đầu ao kia và bắn. Nhanh lên. Tư lệnh, chấp hành mệnh lệnh. Chấp hành mệnh lệnh, tốt lắm. Để tôi xem hai trong số các người dám. Đại ca, bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Nếu không tôi sẽ bắn chết ông ta. Một, hai. Đợi đã. Liên đội trưởng. Đại ca, bỏ súng xuống. Ai cho phép cậu bỏ súng xuống? Nói người của anh lùi lại hết đi. Lùi lại. Lùi về sau. Liên đội trưởng, lùi lại. Lùi lại. Aoki, anh có phải là đàn ông không? Tôi luôn cảm thấy mấy người nói cái gì mà tinh thần võ sĩ đạo vĩ đại, tôi thấy chính là tinh thần rùa rụt cổ thì có. Anh nói gì? Tôi nói anh là một con rùa rụt cổ, tên khốn hiền nhát. Quan Bằng, đừng có lên tiếng nữa. Anh thử nhìn bộ dạng rùa rụt cổ hiền nhát của anh bây giờ.